Trải nghiệm đầu tiên khi chị đến với thế giới nước hoa là cái không gian rất là sang trọng. Các bạn tư vấn viên thì rất là nhiệt tình, tư vấn rất là cẩn thận. Khi mà chị đặt chân vào khu Faisal thì chị cảm thấy là cái không khí rất là yên tĩnh, không gian thì rất là riêng tư và cái mùi hương nó đem lại cho chị một cái sự cảm nhận rất là dễ chịu. Bạn tư vấn viên làm cho hôm nay cho chị thì bạn nó làm rất là cẩn thận và chị cảm thấy là bạn nó làm rất là chuyên nghiệp. Hơn hết là cái tất cả những cái dòng mỹ phẩm mà chị được sử dụng hôm nay là của cái thương hiệu mỹ phẩm đó là Âm 417. Thì cái thương hiệu này chị được biết là nó rất là tốt và đó là một trong những cái sản phẩm chính hãng nên chị cảm thấy là rất là tin tưởng khi mà sử dụng cái dịch vụ sản phẩm ngày hôm nay. Sau khi mà sử dụng thì tuy là chỉ mới một lần thôi nhưng mà chị thấy là da chị được cải thiện rất là rõ rệt, đặc biệt là nó có cái độ đàn hồi và căng bóng nên chị rất là hài lòng về cái dịch vụ ngày hôm nay.